người dân Đài Loan đã theo dõi từng diễn biến của cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, trong khi sự đồng cảm của họ đối với chính nghĩa Ukraine là gần như phổ biến, thì các kết luận về tương lai của chính hòn đảo này lại rất khác nhau. Đối với một số người, bài học rút ra là ngay cả một kẻ thù, dường như bất khả chiến bại cũng có thể bị đánh bại nếu một xã hội đứng vững, một nguồn cảm hứng cho nỗ lực của chính Đài Loan nhằm chống lại cuộc xâm lược đáng sợ của Trung Quốc. Những người khác rút ra bài học ngược lại, từ hình ảnh các thành phố Ukraine cháy âm ỉ. Họ nói rằng bất cứ điều gì tốt hơn là chiến tranh, và Đài Loan nên làm tất cả những gì có thể để tránh chọc giận Bắc Kinh, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải thỏa hiệp đau đớn. Hai tầm nhìn cạnh tranh nhau này sẽ diễn ra trong cuộc bầu cử tổng thống của Đài Loan, dự kiến diễn ra vào tháng 1, và định hình cách nền dân chủ của hòn đảo cải tổ hệ thống phòng thủ của mình khi quân đội Trung Quốc mở rộng. Việc tìm kiếm linh hồn bên trong Đài Loan và quyết tâm củng cố lực lượng vũ trang của họ cũng nhất định ảnh hưởng đến mức độ mà Hoa Kỳ sẽ can dự về mặt quân sự nếu Bắc Kinh cố gắng chiếm lấy hòn đảo, nơi sinh sống của 24 triệu người và hầu hết năng lực sản xuất chất bán dẫn tiên tiến của thế giới. Trong khi Đài Loan đang sống dưới mối đe dọa bị xâm lược kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền kiểm soát đại lục vào năm 1949, thì việc Nga tấn công Ukraine khiến nhiều người Đài Loan lo sợ rằng chiến tranh có thể nổ ra mà không cần báo trước. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tăng cường hùng biện xung quanh Đài Loan, lặp đi lặp lại rằng họ sẽ không loại trừ việc sử dụng vũ lực để đạt được điều mà họ gọi là thống nhất đất nước. Cơ quan tình báo ước tính rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã ấn định năm 2027 là hạn chót để quân đội của ông sẵn sàng chiến đảo. Điều mà Ukraine đã nhấn mạnh là khả năng một nước láng giềng hiếu chiến có thể đơn phương quyết định hành động chống lại bạn không phải là điều xa vời. Đó là một hồi chuông cảnh tỉnh, phải có sự tham gia của toàn xã hội. Inik U, người sáng lập Forward Alliance, một tổ chức phi chính phủ đã bắt đầu đào tạo dân thường Đài Loan về ứng phó khẩn cấp và sơ cứu cho biết. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã chuyển sang tăng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc bắt đầu từ năm tới lên một năm từ 4 tháng và đang tăng chi tiêu quân sự khi Đài Bắc mua vũ khí mới từ Mỹ, chẳng hạn như hàng trăm tên lửa chống hạm Harpoon. Trong khi bà Thái không đủ điều kiện để tái tranh cử, ứng cử viên tổng thống từ đảng cầm quyền của bà đương kim phó tổng thống Lai Ching-te cũng cam kết tương tự sẽ bảo vệ quyền tự trị của hòn đảo và chống lại sự đe dọa ngày càng tăng của Bắc Kinh. Tôi không nghĩ bất kỳ ai có lý trí có thể nhìn vào điều này và nói rằng đối thoại sẽ thay đổi Tập Cận Bình hay Đảng Cộng sản Trung Quốc, Vincent Chao, cựu quan chức an ninh quốc gia và là phát ngôn viên của Lai, nói về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ coi đó là sự khuất phục của Đài Loan như một phần trong công cuộc trẻ hóa quốc gia của họ, như một điều gì đó gắn liền với tính hợp pháp chính trị của họ. Bất kỳ ứng cử viên nào cũng có trách nhiệm phải thực tế về tình hình. Ông nói thêm, Ukraine đã cho Đài Loan một bài học sáng giá về cách tự bảo vệ mình và cách xây dựng liên minh với các nền dân chủ có cùng chí hướng. Đảng quốc gia đối lập chính, được gọi là quốc dân đảng, lại có quan điểm khác. Chúng tôi muốn nói chuyện với người Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đối thoại với Trung Quốc. Điều đó chắc chắn sẽ làm giảm căng thẳng. Để đảm bảo không có chiến tranh ngẫu nhiên và chắc chắn không có chiến tranh cố ý nào xảy ra, Phó Chủ tịch Quốc dân Đảng Andrew Scheer cho biết trong một cuộc phỏng vấn trước khi khởi hành chuyến công du Trung Quốc vào tháng 6, chuyến đi thứ hai của ông trong năm nay. Ông nói thêm, trong quá khứ, chúng ta đã nói về chiến tranh, nhưng bây giờ lần đầu tiên chúng ta thấy trong phòng khách của mình, trên truyền hình, tất cả sự tàn phá này. Chúng ta đã sẵn sàng cho điều đó chưa? Tôi không nghĩ chúng tôi như vậy, tôi không nghĩ chúng tôi kiên cường đến thế. Ứng cử viên Tổng thống của Quốc dân Đảng Hou Yui đã cam kết trong tuần này rằng ông sẽ giảm thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc xuống còn 4 tháng sau khi cải thiện quan hệ với Bắc Kinh. Trong khi Quốc dân Đảng thể hiện tốt trong các cuộc bầu cử địa phương vào mùa thu năm ngoái, các cuộc thăm dò dư luận cho đến nay cho thấy Lai đang dẫn đầu. Mặc dù cuộc đua Tổng thống quá bất ổn để có thể quyết định, ứng cử viên thứ ba, Ko Won-cheol, cựu thị trưởng Trung Dung của Đài Bắc, cũng đang có tỷ lệ ủng hộ cao, càng làm cho các dự đoán thêm khó hiểu. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã lo lắng theo dõi quân đội Nga vấp ngã ở Ukraine như thế nào, chịu thương vong cao và một loạt thất bại đã góp phần gây ra cuộc binh biến ngắn ngủi của nhóm bán quân sự Wagner vào tháng trước. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy ông Tập, người đã dập tắt quyền tự trị và quyền tự do dân sự mà Hồng Kông được hưởng, trở nên kém quyết tâm hơn trong việc chiếm Đài Loan vì những khó khăn của Nga, các quan chức Mỹ cho biết. Một hàng rào tự nhiên ghê gớm, hơn 80 dặm nước, ngăn cách Đài Loan với lục địa Trung Quốc khiến cho bất kỳ cuộc xâm lược nào cũng trở nên phức tạp hơn nhiều so với việc Nga lái các đoàn xe tăng qua biên giới Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Các tàu và máy bay chở quân của Trung Quốc sẽ là mục tiêu của tên lửa của Đài Loan và thương vong ban đầu của bất kỳ lực lượng xâm lược nào có khả năng cao. Tuy nhiên, việc Đài Loan là một hòn đảo cũng khiến việc đảm bảo đạn dược và các nguồn cung cấp quan trọng, chẳng hạn như nhiên liệu, để cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện trở nên phức tạp hơn. Kích thước nhỏ của hòn đảo nó chỉ chiếm 6% diện tích bề mặt của Ukraine cung cấp ít chiều sâu chiến lược. Nếu quân đội Trung Quốc thành công trong việc thiết lập một số bãi biển, như hầu hết các trò chơi chiến tranh dự đoán sẽ diễn ra. Đối với Đài Loan, tình hình giống như David đối mặt với Goliath, thiếu tướng Sun Lai Fang, phát ngôn viên của quân đội Đài Loan, nói: "Nhưng đây là quê hương của chúng tôi ở đây,
và lối sống dân chủ và tự do là một phần giá trị của chúng tôi sẽ bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào. Mặc dù Hoa Kỳ không có nghĩa vụ ràng buộc phải bảo vệ Đài Loan và từ lâu đã duy trì chính sách mơ hồ chiến lược về vấn đề này, nhưng Tổng thống Biden đã nhiều lần cảnh báo rằng, không giống như ở Ukraine, quân đội Hoa Kỳ sẽ can thiệp trực tiếp nếu Trung Quốc cố gắng chiếm giữ hòn đảo này bằng vũ lực. Tuy nhiên, trước khi quân đội Mỹ triển khai, hòn đảo này sẽ phải tự mình chống lại những cú đánh đầu tiên. Nhiều quan chức và nhà phân tích Hoa Kỳ cho biết, cho đến nay, mặc dù đã có những cải tiến gần đây, nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng. Người Đài Loan phải cam kết 100%, bởi vì nếu họ không cam kết, thì không có lý do gì để Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác đến viện trợ cho họ. Mặc dù được tăng cường trong năm qua, ngân sách quân sự của Đài Loan vẫn chỉ bằng 2,4% GDP so với hơn 3% của Hoa Kỳ, 4% của Ba Lan và khoảng 5% ở Israel. Các quan chức phương Tây cho biết tính chuyên nghiệp và động lực của quân đội Đài Loan là mối quan tâm đặc biệt. Trường đào tạo sĩ quan chính của hòn đảo ban đầu được thành lập với tên gọi Học viện Quân sự Hoàng Phố ở miền Nam Trung Quốc vào những năm 1920, phụ thuộc nhiều vào các giảng viên Liên Xô. Các nhà phân tích quốc phòng cho biết, học thuyết và văn hóa quân sự kiểu Xô Viết lỗi thời vẫn tồn tại trong hàng ngũ. Bất chấp sự gia tăng gần đây về thời gian nhập ngũ, việc hoãn giáo dục có nghĩa là hầu hết người Đài Loan ở độ tuổi quân dịch sẽ không phục vụ cả năm cho đến năm 2028, và vẫn chưa rõ việc đào tạo quân dịch hiện tại ở mức độ nào, mà theo nhiều binh sĩ mang lại rất ít hữu ích kỹ năng, sẽ được hiện đại hóa. Hiện tại, hầu hết những người nhập ngũ dành thời gian lau sàn nhà và nhặt cỏ hơn là học cách đẩy lùi quân đội giải phóng nhân dân Bắc Kinh. Đô đốc Lee Siamin, cựu chỉ huy quân đội Đài Loan, người đã lên tiếng chỉ trích sự sẵn sàng của quân đội hòn đảo cho biết. Ông nói, nếu bạn chỉ làm những công việc giống nhau trong một năm thay vì 4 tháng, thì bạn sẽ gặp vấn đề và bị mang tiếng xấu. Vấn đề là nội dung đào tạo, chứ không phải thời gian đào tạo. Quan trọng hơn là bạn làm việc đó trong bao lâu. Quân đội cho biết họ đang làm việc để cải thiện việc đào tạo. Đài Loan cũng gặp khó khăn trong việc duy trì quân đội chuyên nghiệp của mình, bao gồm cả các phi công không quân được đào tạo bài bản. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, trong một báo cáo gần đây rằng khoảng 20% quân nhân chuyên nghiệp của họ trong 5 năm qua đã quyết định rời quân ngũ trước khi hợp đồng của họ kết thúc. Chỉ trong năm ngoái, hơn 3.700 binh sĩ đã xin nghỉ việc theo báo cáo. Rất nhiều thanh niên đăng ký tham gia lực lượng tình nguyện trong 4 năm đã quyết định trả tiền phạt và bỏ học sớm vì họ nói rằng họ đến vì tiền, không phải để chiến đấu và không để chết, Alexander Huang, lãnh đạo Quốc dân đảng cho biết. Lịch sử rắc rối của Đài Loan với các lực lượng vũ trang của chính họ là một phần lý do. Quân đội và chính phủ do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo đã trốn sang Đài Loan khi lực lượng Cộng sản của Mao Trạch Đông đánh bật họ khỏi lục địa Trung Quốc vào năm 1949. Chế độ độc tài quân sự của Tưởng đã cố gắng ngăn chặn ý thức về bản sắc của Đài Loan, bị coi là bị vấy bẩn bởi nhiều thập kỷ cai trị của Nhật Bản. Sau đó là nhiều thập kỷ của cái được gọi là khủng bố trắng, trong đó hàng ngàn người bất đồng chính kiến đã bị giết. Đảng Tiến bộ Dân chủ của Tổng thống Thái Anh Văn nắm quyền từ năm 2016, nổi lên từ chiến dịch ủng hộ dân chủ, chống lại sự cai trị của Quốc dân đảng vào những năm 1980, một phần lôi cuốn ý thức của người Đài Loan về sự khác biệt với người dân đại lục. Trong quá khứ, thường dân Đài Loan không thân thiết lắm với quân đội của chúng tôi, vì quân đội cũ của chúng tôi đến từ bên ngoài, không xuất phát từ trong nước. Có một khoảng cách lớn giữa dân sự và quân nhân, nhà lập pháp DPP Wang Tingyu, thành viên cấp cao của Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đài Loan, cho biết. Nhưng tôi phải nói rằng đây là một tình huống cũ, ông nói thêm, nói rằng, dưới thời bà Thái Anh Văn, mối quan hệ quân sự dân sự của Đài Loan đã thay đổi, bà ấy khiến quân đội nhận ra rằng, bạn cần phải bảo vệ nền dân chủ. Ông nói, chính phủ đã tăng lương cho quân đội và đang hiện đại hóa các chương trình đào tạo, một phần bằng cách đưa các giảng viên nước ngoài vào, và cử một số đơn vị Đài Loan tham gia các cuộc tập trận ở Mỹ. Tuy nhiên, những thay đổi này vẫn chưa chuyển thành thái độ mới trong công chúng, nơi mà việc phục vụ trong lực lượng vũ trang ít có uy tín hoặc hấp dẫn. Wang Chung-wei, một người lính sắp nhập ngũ trong vài tuần tới, nói rằng anh ấy, giống như hầu hết thanh niên Đài Loan, không mong đợi trải nghiệm này. Không có gì, điều đó sẽ hoàn toàn lãng phí thời gian, anh nói và cho biết thêm rằng anh thà ở nhà và làm việc trong công việc kinh doanh của gia đình. Đối với tôi, Trung Quốc có tiếp quản hay không cũng không thành vấn đề. Dù sao thì gia đình chúng tôi cũng đã đến đây từ Trung Quốc. Phil P, 21 tuổi, từng phục vụ trong quân đội Đài Loan năm ngoái, cho biết anh hầu như không học được gì trong thời gian làm việc. Anh ấy nói, vì các quy tắc của Covid, những người lính nghĩa vụ thậm chí không chạy bộ, vì việc tập thể dục với mặt nạ được cho là quá mệt mỏi. Tuy nhiên, những người đàn ông đã thực hành bắn súng ở cự ly một vài lần. Đó không phải là một trải nghiệm hữu ích, tôi không được huấn luyện để chiến đấu, P nói, đồng thời cho biết thêm rằng anh và những người bạn của mình sẽ không tình nguyện ra tiền tuyến nếu Trung Quốc xâm lược, sẽ không có hy vọng. Một số thanh niên khác được phỏng vấn tại khu mua sắm Ximending của Đài Bắc cũng đồng tình với quan điểm này, nói rằng họ thấy việc hy sinh mạng sống của mình chẳng ích lợi gì trước sức mạnh to lớn của Trung Quốc. Trung tướng về hưu Trang Nhan Tinh, cựu phó tư lệnh lực lượng không quân của Đài Loan, nói, những người trẻ tuổi là những người không muốn thống nhất với Trung Quốc, nhưng nếu bạn muốn độc lập, bạn cần phải chiến đấu, và họ cũng không muốn đánh nhau.
xung đột là ở đó. Yi Hao, sinh viên Đại học Quốc phòng Đài Loan, là một ngoại lệ. Ông nói, trong cuộc chiến ở Ukraine, chúng tôi được dạy rằng, sức mạnh quân sự của Nga mạnh hơn của Trung Quốc và quân đội của Đài Loan mạnh hơn của Ukraine. Nếu họ có thể kháng cự lâu như vậy, Đài Loan chắc chắn sẽ cầm cự được. Anh ấy không muốn họ của mình được sử dụng, vì anh ấy không được quân đội cho phép phát biểu. Lai Ichi, người đã trở thành trung úy sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân vào tháng 6, nói rằng cô đã được truyền cảm hứng bởi sự dũng cảm và kiên cường của những người lính Ukraine, điều mà cô thường thảo luận trong các lớp học. Chúng ta cũng nên thể hiện tinh thần và quyết tâm như vậy, cô nói. Bỏ qua các lực lượng vũ trang chính thức, một số nhóm tình nguyện đã quyết định tự hành động, chuẩn bị cho đồng bào đối phó với một cuộc chiến có thể xảy ra. Một nhóm như vậy là Học viện Kuma, đã nhận được khoản tài trợ 100 triệu đô la từ Robert Chow, người sáng lập United Microelectronics, một trong những công ty bán dẫn lớn nhất thế giới. Chúng tôi không có ý định thành lập một đội quân riêng, Chow nói. Nhưng tôi nghĩ rằng nỗ lực của họ có thể sẽ làm tăng khả năng phục hồi của xã hội Đài Loan. Nếu chúng ta biết cách che giấu, cách giúp đỡ lẫn nhau, cách duy trì liên lạc, chúng ta có thể giảm được khá nhiều thiệt hại trong thời chiến. Chow cho biết một số sinh viên cũng muốn học thêm các kỹ năng võ thuật, chẳng hạn như bắn súng, nhưng luật súng nghiêm ngặt của Đài Loan khiến điều đó trở nên khó khăn. Khoảng 25.000 người Đài Loan đã được đào tạo tại Kuma. Nicole, một nhạc sĩ đã nghỉ hưu 60 tuổi, đang tham gia một lớp học ở Kuma, cho biết bà cảm thấy lo lắng trước những rủi ro ngày càng tăng đến từ Trung Quốc và muốn tự trang bị cho mình để tránh trở thành gánh nặng cho con cái. Đài Loan là hòn đảo của kho báu. Tôi không muốn trao nó cho người khác mà không chiến đấu, Lee nói. Đề cập đến những gì cô coi là giá trị tự do và dân chủ của Đài Loan, nếu tôi có khả năng, tôi thậm chí sẽ đi lấy súng nếu cần thiết. Tại một buổi huấn luyện khác do Forward Alliance tổ chức, hàng chục người Đài Loan đã thực hành cách cầm máu động mạch bằng garo và cố định các vết thương lớn. Eric Lin, một sinh viên cho biết, có cảm giác về sự diệt vong sắp xảy ra, cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Vì vậy, thay vì ngồi ở nhà và lướt qua những tin tức tiêu cực, tôi muốn đến đây để tôi có thể làm gì đó. Theo Wall Street Journal, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.